Xin được kính chào quý vị đã đến với chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh FBNC, và chúng ta đang cùng đến với phần đầu tiên, và đó sẽ là một cuộc trao đổi cùng với anh Lê Anh Trí đến từ Công ty Chứng khoán Phú Hưng. Thưa anh Trí, để mở đầu cho phần chúng ta tường thuật về cái thị trường ngày hôm nay thì có cái diễn biến là bị ảnh hưởng với một số thông tin xấu hay không khi mà ông Trần Phương Bình là nguyên chủ tịch của Ngân hàng Đông Á đã bị điều tra. Vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến thị trường ngày hôm nay hay không? Xin chào Nguyên Khang. Thị trường giao dịch trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay thì có bị tác động tâm lý một chút bởi cái thông tin mà nguyên tổng giám đốc của Ngân hàng Đông Á bị khởi tố và điều tra về cái hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra trong vòng suốt một năm vừa qua. Thì theo tôi được biết thì Ngân hàng Đông Á đã rơi vào cái dạng kiểm soát đặc biệt trong gần hơn một năm. Thì cái tâm lý nhà đầu tư họ đã có những cái sự biết trước về cái thông tin xấu này, và cái dự báo khả năng thông tin này nó gần như chỉ là cái việc mà công bố kết quả đã bắt đầu được thực hiện trong vòng gần một năm vừa qua. Thì theo tôi thì tâm lý nhà đầu tư hôm nay nó không bị tác động tiêu cực quá nhiều bởi cái thông tin này. Tuy nhiên thì trong thị trường hôm nay thì chúng tôi nhận diện thấy là có một cổ phiếu, đó là cổ phiếu P&G ấy. Khi mà chủ tịch của công ty P&G ấy, thì có cái sự liên quan, đó là bà Cao Thị Ngọc Dung ấy, thì có liên quan tới ông Trần Phương Bình, thì cũng đã bị tác động tương đối tiêu cực. Và đây là cổ phiếu mà bị tác động tiêu cực nhiều nhất bởi cái thông tin này. Thì trong cái phiên mở cửa thì tôi nhận thấy là có lúc cổ phiếu này có khả năng về mức giá sàn. Tuy nhiên thì cái sự hấp dẫn của cổ phiếu này khi giảm mạnh thì cũng đã giúp cho cổ phiếu này đã không đóng mở cửa ở mức giá sàn. Và kể cả đóng cửa thì cũng mặc dù bị giảm mạnh, tuy nhiên thì cũng không đến nỗi là nằm ở mức giá sàn. Còn về cái diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì về cơ bản như tôi đã chia sẻ thì cái tác động tâm lý của phiên này thì tôi đánh giá là không cao. Và thị trường vẫn tiếp tục diễn biến trong một cái diễn biến giống như trong tuần giao dịch trước. Đó là việc mà cổ phiếu Sapeco vẫn tiếp tục tăng trần ngay từ đầu phiên. Và cổ phiếu này đã chính thức là trần phiên thứ 6 liên tiếp khi lên sàn vào ngày 6 tháng 12. Và tiếp tục là một trong những cổ phiếu có tác động tích cực nhất về mặt điểm số và hỗ trợ thị trường trong giai đoạn hiện tại. Về các cổ phiếu khác thì chúng tôi nhận thấy là các cái cổ phiếu cơ bản thì vẫn đang ở trong một cái giai đoạn xu hướng là điều chỉnh giảm và có tác động giảm tới chỉ số chung của thị trường. Một điểm khác biệt trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay nữa, đó là cái việc mà nhờ cái thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các cái nước ngoài OPEC cũng như là việc Nga tham gia vào việc cắt giảm sản lượng tạm thời thì khiến cho giá dầu thô trên thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Và kể cả trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì giá dầu thô tiếp tục tăng cao, thì đã hỗ trợ cực mạnh cho nhóm cổ phiếu ngành dầu khí. Thì các cổ phiếu ngành dầu khí ngày hôm nay đã tiếp tục tăng mạnh và là một điểm sáng của thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần. Bên cạnh cái nhóm cổ phiếu ngành cao su, nhóm ngành dầu khí thì nhóm ngành cao su cũng tác động tích cực khi mà giá cao su tự nhiên ở trên thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh và vượt cái đỉnh của hơn một năm nay, khiến cho các cổ phiếu ngành cao su tiếp tục tăng mạnh. Đặc biệt là các cổ phiếu cao su tự nhiên như là công ty cao su Phước Hòa hoặc là công ty cao su Tây Ninh và các cổ phiếu nhóm ngành cao su tự nhiên khác thì tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì đó là những cái điểm sáng đã xuất hiện trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cái điểm trừ vẫn diễn ra khi mà hầu hết các cái nhóm cổ phiếu vẫn ở cái mặt bằng là đi ngang và điều chỉnh nhiều với một cái lượng thanh khoản tương đối thấp, và tâm lý nhà đầu tư vẫn dè dặt trong phiên giao dịch này khiến cho thị trường đóng cửa ở mức giảm. Thưa anh, thì kết quả ETF của VNM cũng đã được công bố trong ngày thứ bảy tuần trước. Vậy thì theo anh, trong tuần này liệu thị trường có sôi động hơn nhiều nhờ ETF thực hiện cơ cấu hay không? VanEck cũng đã công bố kết quả vào ngày thứ bảy về cái cơ cấu danh mục trong kỳ này. Thì cũng như cái kỳ trong cái tuần trước đó của ETF STSE đã công bố, thì hầu hết các cái kết quả dự báo của các công ty chứng khoán cũng như chúng tôi thì khá là sát với kết quả mà hai quỹ ETF đã thực hiện công bố rồi. Thì theo tôi cho rằng là nó cái sự ảnh hưởng đến thị trường sẽ không nhiều. Tuy nhiên nó sẽ giúp thị trường cải thiện khá lớn về mặt thanh khoản giao dịch khi mà trong tuần này sẽ là đến thứ sáu tuần này hai quỹ sẽ thực hiện cơ cấu xong cái kỳ review trong tháng 12, và tôi cho rằng là cái về mặt thanh khoản thì sẽ tạo được cái sự tích cực hơn. Tuy nhiên thì cái sự tác động tâm lý cũng như là hứng khởi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân thì tôi cho rằng nó không có tác động quá nhiều. Trở lại với cái câu đầu tiên anh có nhắc đến về Sapeco, mã là SAB, thì sự tích cực của cổ phiếu này và nhóm dầu khí trong ngày hôm nay thì cũng đã không có đủ để giúp cho cái thị trường tăng điểm suốt cả phiên. Theo anh thì những phiên sắp tới đây thì điều này nó có tiếp tục diễn ra hay không? Xét về cái sự khả năng có tác động tích cực tới thị trường trong những phiên sắp tới của tuần này hay không thì tôi cho rằng là về mặt cổ phiếu Sapeco thì cổ phiếu này vẫn duy trì được cái sự mua dư mua trần tương đối khá
Tuy nhiên thì so với những phiên trước, do cái giá cổ phiếu Sapeco đã tăng khá mạnh từ mức mới lên sàn là mức 110.000 đồng một cổ phiếu và hiện nay là đã vượt mức 171.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên thì cái điểm trừ đó là cái việc mà dư mua trần quá nhiều khiến cho cổ phiếu này không có cái thanh khoản trên thị trường, tức là chỉ có thanh khoản khá là thấp, tương đối nhỏ giọt, khoảng vài ngàn hoặc đến hơn 10.000 một phiên. Thì tuy nhiên thì trong những phiên sắp tới, tôi cho rằng là giá cổ phiếu Sapeco có khả năng tiếp tục duy trì đà tăng trần tới tiệm cận tới mức, theo tôi đánh giá khả năng cao sẽ tiệm cận tới mức khoảng gần 200.000 đồng một cổ phiếu, thì thanh khoản sẽ tiếp tục gia tăng và cái bên đặt mua giá trần thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm do cái sự tăng giá đã khá mạnh và cái rủi ro gia tăng thì tất nhiên là cái tâm lý nhà đầu tư họ sẽ thận trọng hơn và khả năng đặt dư mua Sapeco trong những phiên sắp tới sẽ giảm đi. Tuy nhiên thì giá cổ phiếu này tôi đánh giá vẫn có khả năng cao sẽ tiến về mức quanh 200.000 đồng một cổ phiếu và vẫn tiếp tục hỗ trợ cho chỉ số VN Index trong 2-3 phiên sắp tới và vẫn sẽ là một trong những đầu tàu hỗ trợ cho chỉ số của thị trường trong giai đoạn hiện nay. Và hôm nay được biết thì là đã có 78 triệu cổ phiếu của Vinamilk đã được bán ra thành công. Tuy nhiên con số này thì cũng ở nằm ở mức đó là 60%. Vậy thì theo anh nó có đi ngược lại với lại dự đoán của các nhà đầu tư hay không? Thì chúng ta nhận thấy là ngoài cái câu chuyện mà cổ đông lớn FNN thì thực hiện đăng ký mua, thì hầu hết những nhà đầu tư lớn khác họ không thực hiện trong kỳ này. Thì theo tôi đánh giá cái việc mà chỉ thực hiện thành công khoảng hơn 78 triệu cổ phiếu thì nó không quá bất ngờ so với cái nhận định của giới đầu tư. Và chỉ riêng với những nhà đầu tư lớn họ quan tâm tới Vinamilk thì họ đã có sự chủ động trước trong cái việc đặt mua này, hay là cái câu chuyện họ cân nhắc mua Vinamilk trên sàn với cái giá thấp hơn cái giá đấu giá ở mức 144.000 đồng một cổ phiếu. Thì theo tôi đánh giá rằng là cái câu chuyện này cũng đã ngang ngũ với các nhà đầu tư lớn. Thưa anh, thì về việc cái con số mà 144.000 mà anh vừa nêu ra thì liệu là cái cổ phiếu Vinamilk được bán ra có cao hơn so với là cái mức mà trong vài phiên gần đây của cái cổ phiếu này không? Rõ ràng là nó cao hơn cái mức giá thị trường đang diễn ra trên thị trường hiện nay. Và theo tôi ấy, thì với cái thanh khoản Vinamilk trên thị trường hiện nay cũng tương đối tích cực và khá cao, thì tôi cho rằng là những nhà đầu tư họ cân nhắc tới cái việc mà mua giá 144.000 đồng một cổ phiếu hay là cái việc mua ở trên sàn hiện nay ấy, trong bối cảnh hiện nay, thì tôi cho rằng là họ cũng có những lý do nhất định. Và tôi cho rằng là cái việc mua được cổ phiếu Vinamilk ở trên sàn hiện nay với cái mức giá hiện tại thì cũng là một cái lợi thế nhất định so với cái việc đặt mua giá 144.000 đồng một cổ phiếu. Theo như tôi thấy thì việc mà cái cổ phiếu Vinamilk được bán ra khá là hạn chế và mỗi nhà đầu tư chỉ được mua có 2,7% trên tổng số cái cổ phiếu và được bán ra đó, thì có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho cái cổ phiếu này không có được cái sức hấp dẫn như trước đó? Và ngoài ra thì nó còn có một cái lý do, đó là việc bắt các nhà đầu tư đặt cọc trước. Thì hai cái điều này nó có phải là nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu Vinamilk nó không đạt được như kỳ vọng khi chỉ bán được có 60% so với lại cái mức được tung ra hay không anh? Theo quan điểm cá nhân của tôi thì cái việc mà hạn chế một nhà đầu tư chỉ được mua tối đa khoảng 2,7% thì đó có thể là coi như là một cái hạn chế, một nguyên nhân dẫn tới cái việc mà Vinamilk ngày hôm nay cổ đông lớn họ thực hiện mua thì họ chỉ thực hiện thành công được khoảng hơn 78 triệu đơn vị, tức là không đạt được một cái mức là trên 130 triệu Vinamilk trong cái việc mà SJC muốn thực hiện bán. Tuy nhiên thì với các nhà đầu tư lớn thì tôi cho rằng cái nguyên nhân thứ hai mà Nguyên Khang đề cập là cái việc bắt buộc phải đặt cọc thì tôi cho rằng đây không phải là nguyên nhân lớn tác động tới cái quyết định của các cái nhà đầu tư lớn cho cái việc câu chuyện mà họ có thực hiện mua Vinamilk hay không. Câu chuyện ở đây tôi cho rằng chính thứ nhất là việc thứ nhất cái tỷ lệ bị giới hạn nó chỉ tác động một phần nhỏ. Câu chuyện thứ hai thì tôi cho rằng là nhà đầu tư họ đã có những cái sự so sánh nhất định giữa cái việc mua Vinamilk ở vùng giá hiện tại, ở cái vùng giá mà SCC thực hiện hiện bán ở vùng giá 144.000 đồng với câu chuyện là họ sẽ mua được giá thấp hơn ở trên thị trường trong bối cảnh hiện nay. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của anh. Vừa rồi những thông tin mà anh Trí đã cung cấp cũng đã khép lại phần đầu tiên của chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong mấy phút trước khi quay trở lại với phần 2.